Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Hoàng Dung lại giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới về tại cửa hàng bên xe máy Hoàng Kiên nhá. Đấy, sáng ra cũng mua được Ablet này, Click này, và những chiếc xe 50cc và chiếc xe lít nha anh em nhá. Đây, Dung sẽ giới thiệu chiếc xe lít đời 2014 cho anh chị em cùng xem nhá. Xe này thì thực ra là chưa dọn dẹp một cái gì nha anh em nhá. Máy rất là ngon. Đây, em quay chị một vòng chiếc xe lít. Đấy, máy rất là ngon nha anh em nhá. Biển số này 29P139440. Một vòng vòng màu đen anh em ạ. Con này máy được cái máy ngon, nhưng hình hài phải xử lý nha anh em nhá. Hình hài phải bên này thì không phải sơn này. Bên này đây, hiện tại là hình hài phải xử lý một tí nhá. Thì vì 2014 đến giờ có những con xe nó rất là dữ. Có những con xe nó phải dọn, phải tỉa. Đấy, anh em phải tỉa mất tầm khoảng tóm lại là Dung sẽ bao dọn cho anh em con này cho nó sẽ dễ xử lý. Đấy, một vòng. Đây, sơn, hiện tại là sơn đấy nha anh em nhé. Đấy, máy ngon không? Máy vẫn đang nổ. Xe thì bóc đi, xe thì dán ni lông cả xe. Về bóc ra nhưng mà nó vẫn có sức sát anh em nhé. Giờ sơn tay sách này, sơn đồ sàn sơn, tóm lại là sơn sơn cả hai bên cánh yếm. Cả hai bên cánh yếm như này. Đấy. Con này bao dọn thì Dung bán ra cho anh em là 23.500.000, còn không bao dọn là bán 23 triệu cho anh em nhé. 2014 lít. Giá rất là tình hợp lý để cho anh em chơi. Đấy. Được cái máy ngon anh em nhé. Về dòng con xe này thì thực ra là nên để cho mình dọn, có khả năng nó sẽ hơn anh em ạ. Có khả năng là sẽ dọn hơn một xíu, vì là Dung sẽ còn thay dầu, thay máy, thay các thứ nữa. Sơn. Đấy, sơn tay sách, sơn dọn dẹp các thứ nữa. Bao dọn 23.500.000 cho anh em cho nó gọn nhá anh em nhé. Đấy, máy rất là ngon. 2014 nha anh em, xe lít 2014 khóa chìa. Đây này, pha cả pha kính này. Anh em đi pha kính này. Đấy, xe pha kính nó cũng hơi đục một xíu. Thì Dung về Dung sẽ xử lý pha kính cho anh em trong vắt luôn. Bao dọn 23.500.000 nha anh em nhé. Cứ bao dọn cho anh em cho hợp tình hợp lý. Đấy, tiếp theo là một chiếc Attila 50cc dành cho học sinh sinh viên. Cho các cô, các chị em vừa xinh xinh. Được cái con này mà lốp nó rất là lốp. Cốp nó rất là to anh em ạ. Đấy. Cốp nó rất là to. Cái này dành cho các chị em gái, các cháu, học sinh, sinh viên. Con này rất là mới anh em nhé. Đăng ký 2022 đấy ạ. Đây, anh em nhìn này. Vọng người chị Attila 50cc. Đấy, quay ra đây cho anh em nhìn cho nó dễ này. Năm mươi cc nhé anh em nhé. Tóm lại đi nó không cần bằng đâu ạ. Con này rất là mới vì là nó là mới sản xuất của 50cc. Ra hiện tại sơ có bị một tí sượt sượt thì không đáng kể, tí cũng sẽ chấm cái này luôn. Đấy, mới không? Quá mới. Con này biển 29AB22648 rồi nhá. Gương cả đôi, chìa khóa cả đôi, chạy 2000 km thôi. 2000 km anh em ạ. Giá xe nó rất là mới. Đây anh em nhìn cốp to không? Đồ đoàn là chị em gái thường thường là đi là váy vó chống nắng, khẩu trang rồi là dưỡng da. Đấy, được cái cốp rất là to. Con này bán ra giá là 22.500.000 nhé anh em nhé. Attila 2022 chạy hơn 2000 km thôi, màu trắng. Anh em nhé, chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình. Không cần bằng đâu, đi không cần bằng. Kể cả chị em phụ nữ dáng như kiểu Dung này đi cũng rất là ok. Đây, tiếp theo là một chiếc Ablet. Ablet đấy, 2019 nha anh em nhé. Form nhỏ đèn led. Đấy, biển 29H2074405. Em quay gần chi tiết, từng chi tiết để cho anh chị nhìn cho nó dễ này. Một vòng. Xe chính chủ nha anh em nhé. Đấy, cứ quay chậm thôi, quay chậm đây. Nhìn đồ đàn này. Quay chậm thôi. 2019 bản led nha anh em nhé. Led 2019 màu xanh, chạy hơn 6000 km. Đấy. Con này bên mình đang bán ra với giá là 38.500.000 nha anh em nhé. Chuẩn hơn 6000 km anh em ạ. Xe rất là đẹp. Đấy, em quay chị cái củ máy này. Mới không? Anh em nhìn mới không? Đấy, tiếp tục. Hơn 6000 km. Ngon chưa? Đấy. Củ phanh, viết các thứ rất là ngon nha anh em nhé. Đấy. Xe gương được lừa gương cả đôi. Xe bắt đầu bên mình bắt đầu là về rửa gương cả đôi. Chìa khóa lủng liểng. Ok nha anh em nhé, con này bên mình đang bán ra với giá là 38.500.000. Con này không phải dọn gì đâu anh em ạ, không phải dọn tí gì đâu. Đấy, không phải dọn tí gì. Anh em nào muốn chốt những xe mà
Arblade đèn LED đấy 2018-19-20, 2018-19 ấy, 17-18-19 nó form như nhau. Đó, anh em là chốt xe này, inbox trực tiếp nó là màu xanh nhá, biển 29H. Đây vừa một về một chiếc Click anh em, Click đời 2009 màu trắng. Xe được cái này máy ngon. Chìa khóa cả đôi. Nhưng con này hình hài về vẫn phải xử lý nhanh đây, xử lý cho mình cái tay sách này. Sơn thì cho mình bộ tem. Cái phần bạc, phần nhựa nhựa sần thì nó hơi bạc bạc một xíu nhá mọi người nhá. Được cái máy được. Máy được. Còn bảo là đây, đồ đây. Hơi tại vì 2009 đến giờ. Con này mua 7 triệu nha anh em nhá. Đây. Vỡ này anh em này. Xe này mua 7 triệu cộng 1,5 triệu chưa bao dọn cho anh em đâu. Đấy, click anh em nhá. Đấy, click. Được cái đấy, đấy anh em nghe máy rất là ok. Mua 7 triệu cộng 1,5 triệu chưa bao dọn anh em nhá. Về cho sơn cho mình tay sách này. Thay tem này. Bắn cái này chắc mất mấy trăm. Bắn nhựa sần chắc mất mấy trăm bộ sơn. Mới lại một cái nắp sinh nhan bên cạnh bên tay trái. Đấy. Nắp sinh nhan bên tay trái chắc là mất tầm khoảng mấy trăm nghìn anh em ạ. Mua 7 nhá, cộng 1,5 triệu. Chưa bao dọn anh em, biển 30K8-4437. Đấy, anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình. Thì chúng ta những dòng mới về này là Dung quay con nào bao dọn Dung bao dọn cho anh em. Còn con nào không bao dọn thì anh em cố gắng mua thì báo giúp mình nhá. Nếu mà cọc thì là báo giúp mình luôn. Đây, một chiếc Arblade đời 2020 125, 2020 biển số 99 Bắc Ninh. Xe 1442-44402. Con này 2020 nha anh em nhá, màu đỏ đen 2020. 55.300 cây. 2020. Quay chị một vòng cho nào. Đợi Dung tí. Cứ em cứ quay đi, quay chị một vòng đi. Hơn 8.000 cây anh em ạ. Hơn 8.000 cây. Em quay chị con Blade đi. Click xong rồi. Blade 2020 nha anh em nhá, đời 2020 màu đỏ đen chạy hơn 8.000 km. Biển 99 Bắc Ninh. Con này bên mình đang bán ra với giá là 34 triệu nha anh em nhá. 34 triệu. Con này 34 triệu bao dọn được. 34 triệu bao dọn cho anh em luôn. Đấy. Nhưng con nào Dung bao dọn thì những nhìn thấy cái cửa bao dọn được là Dung sẽ bao dọn luôn cho anh em cho nó dễ. Vì nhiều khi là có những con bao dọn được và có những con không bao dọn được, vì rồi Dung không tính được cái giá trị của cái đồ lên ấy, nên đâm ra là không lên được giá. Ok, 34 triệu nha anh em nhá, đời 2020 125. Đây. Lại một chiếc Arblade. Một chiếc Arblade đời 2018 lại màu xanh. Arblade đời 2018 màu xanh anh em nhé. Con này biển 36. Biển 36G5-24542. Con này xem nào. Con này đẹp nhờ. Con này rất là ok này. Này chưa dọn đẹp gì đâu. Con này chạy hơn vạn rồi anh em ạ. Nhưng mà được, đây là em quay gần cho chị. Còn gần cho chị. Anh em rất là ít đi nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thiệp là người mua trực tiếp con này đúng không em? Thiệp giới thiệu chị con này phát. Đây. Thiệp giới thiệu chị con này phát. Đây. Hiện tại là trực tiếp Thiệp mua chiếc xe Arblade đời 2018 này anh em nhé. Xe 2018 các bạn ạ. Bản Smart cây các bạn nhé. Sơn zin này. Đẹp lắm. Màu xanh này nó cũng rất là hợp với nhiều anh em giới trẻ bây giờ đang đi. Bản Smart cây form này bây giờ thì người ta không sản xuất nữa rồi, nên là cái độ chuộng vẫn còn. Các bạn nào yêu thì yêu sớm luôn. Biển là 36G5-24542 các bạn nhé. 2018. Xe vừa mua hôm qua, hôm nay mà zin nguyên như này là ok rồi. Quay chị mặt em ơi, quay đấy. Chị mặt. Đấy, mặt đẹp không? Xe không phải làm gì đâu anh em nhé. Con này mua bao tiền rồi thì bán bao tiền em ơi? Hôm qua là mua 29 triệu. Đấy. 29 triệu. 29 triệu cộng 2 triệu nhá. Ok. Ok. Để cho các bạn. Dùng cộng 2 triệu cho anh em nhá. Mua 29 triệu cộng 2 triệu với chiếc Arblade đấy 2018. Xe đẹp lắm, không phải làm gì đâu. Đấy, công tơ đây em quay gần cho chị công tơ này. Đây, còn gần chị công tơ. Đấy, đồ đàn các thứ rất là ok, đúng không? Anh em nhìn này. Đấy, trực tiếp tay Thiệp mua chính chủ, một chủ từ đầu nha anh em nhé. Mua 29 triệu xong cộng 2 triệu cho anh em. Đây. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok nha anh em nhé, 2931 triệu. Anh em mà chốt xe này inbox trực tiếp với mình đây. Hiện tại có một con Clear đời 2022
10 Clio 50cc dành cho học sinh sinh viên nha anh em nhá. Rất là đẹp. À, các bạn gái đi những cái dòng này rất là xinh xắn. Tình. Bác nhìn này. Đấy, xin đậm phụt. Vụt bay. 50cc dành cho học sinh sinh viên. À, cho các chị gái nhẹ nhàng, cho các cháu, các mẹ mà có con chở đi học. Những cái dòng này rất là ok cho các cho con ngồi đằng trước, con ngồi đằng sau, mẹ ngồi chở. Đấy, biển số này là 29AA95961. Con này đăng ký 2020 nha anh em nhé, bán ra giá là 14.500.000. Clear 50cc dành cho học sinh sinh viên và những người đi không cần bằng. Đi đường phố được viết các thứ thoải mái mà anh em. Được cái form dáng cũng rất là đẹp đúng không? Cổ kiểu dòng cổ nhưng mà kiểu mặt mũi các thứ nó rất là đẹp. 5.000 cây. Đấy. 14.500.000 nha anh em nhá. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình. Ok, hiện tại các dòng xe bên mình còn về rất là nhiều. Anh chị em nào muốn mua những chiếc xe đẹp, hãy inbox trực tiếp cho bên mình. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Bye bye.